Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta sẽ thấy một thí sinh chơi rô rít khổng lồ bằng nách. Cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Chúng ta hãy cùng chào đón bé Thanh Đạt đến từ Hà Nội. Xin chào Thanh Đạt và cảm ơn Heo Cowboy nha. Chào con. Con chào cô Ghi Lê, con chào cô Harry Won, con chào chú Tân Thành, con chào thủ Ngọc Sơn. Con tên là Nguyễn Thành Đạt, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Hà Nội. Hôm nay con đến chương trình để thể hiện tài năng chơi Rubik của mình ạ. Chào con, chào con. Tất cả những cái món Rubik trên đây là của chương trình chuẩn bị hay là của con mang đến đây hết? Cái này là của con mang đến hết ạ. Con mất bao nhiêu thời gian để sưu tập nó? Con đã mất gần 1 năm để sưu tập ạ. Wow, bố mẹ mua cho con hay là con có một cái khoản tiền riêng để con tự mua? À, bố mẹ con đầu tư ạ. Oh. À, sao dùng từ là đầu tư nhỉ? Là có nghĩa là có được sự cho phép và sự cổ vũ từ bố mẹ đúng không? Vâng ạ. Con ở nhà, ngoài việc con học bài và làm việc nhà ra thì con đã lên YouTube tự tìm hiểu và tự học các công thức cơ bản, từ cơ bản đến nâng cao của bộ môn Rubik ạ. Mỗi ngày thì con sẽ dành ra tầm 30 phút rảnh rỗi của mình để luyện tập ạ. Con đã cố gắng và rèn luyện để không bị một yếu tố nào làm ảnh hưởng đến đôi bàn tay của con. Con sẽ cố gắng và tập trung hết sức để vượt qua những thử thách do ban giám khảo đề ra với thành tích tốt nhất. Mọi người ơi, mọi người ủng hộ con trong chương trình Siêu Tài Năng nha. Yeah. Và đây là Rubik gì con nhỉ? Đây là Rubik Clock, có nghĩa là Rubik đồng hồ ạ. Ồ, là sao? Cái này chú Thành chưa thấy. Là Rubik đồng hồ này là nó sẽ có hai mặt và đúng của nó là xoay hai mặt, 9 kim của một mặt sẽ lên 12 giờ. Con có bao giờ đi thi đấu chưa con? Dạ con thi rồi. Và mình có giải gì chưa? Mình khoe với cô chú luôn nè. Dạ con có thi giải Phan Đình Phùng Open. Đây là một giải do câu lạc bộ ở Hà Nội tổ chức. À. Và con đã được giải nhì Rubik đồng hồ. Trong cái mớ này cái nào là khó nhất? Cái 7x7 ạ. À, có cái nào là 8x8 hay là lớn hơn không con? 8x8 có, nhưng mà 8x8 là do không thi đấu của quốc tế nên là nhiều hãng Rubik cũng không sản xuất nhiều về 8x8 nó lắm. Là hiện nay là cao nhất là 8x8 đúng không con? Hiện tại Rubik to nhất thế giới hiện tại đang là 19x19. Ủa rồi ai chơi cái đó? Chơi. Có một người ở nước Nga đã chơi và chinh phục trong hơn 5 tiếng đồng hồ. Wow. 5 tiếng đồng hồ, wow. Thôi, bây giờ mình trở lại Việt Nam đi. Cho chú Thành thấy tài năng của bạn nhỏ Việt Nam 13 tuổi đi nào. Bây giờ con hãy chọn cái nào mà con tự tin nhất và con sẽ thể hiện để cho mọi người có thể thấy được thời gian trung bình mà con có thể hoàn thành nha. Cái này. Cái này nha, rồi. Anh phá giùm em đi anh Vân. Cháu nó khôi phục lại chưa? Anh cứ phá thoải mái, phá thêm đi anh ạ. Rồi bây giờ con sẽ làm một lần một viên trước để xem tốc độ trung bình của con trong một viên 3x3 là bao nhiêu nha. Chuẩn bị chưa? Và bắt đầu. Trời, 13 tuổi đó, thấy ghét không? Trời ơi, nó mới làm cái gì vậy anh? Nó mới làm cái gì vậy? Anh cũng từng chơi cái này nhưng mà thấy lực ghê quá. Đây là viên mà anh Ngọc Sơn đã phá đây ạ. À. Và bé đã hoàn thành trong khoảng thời gian là 13 giây.7. Rất chuyên nghiệp nha, làm xong là buông hai tay ra nha. Vậy thì còn chơi gì nữa, chúng ta chơi tiếp đi. Ừ. Chơi 5 năm thôi. Được không con? Được ạ. Xin mời con. Chơi 5x5. Rồi. Cho con tự ra đề luôn. Con cứ tiến tới bàn giám khảo và con xin chọn một vị giám khảo phá cho con đi. Con nhìn gương mặt của ai con thấy là người đó phá dễ sợ nhất. Chết chú. Dạ. 5x5, bình thường con làm trong bao lâu? Dạ dưới 2 phút. Em thì nghĩ là 1 phút là 40 giây. Ôi. Con thấy thế nào? Dạ được ạ. Con phá một cầu chú không biết nó nằm. Rồi. 1 phút 40 giây. Con sẵn sàng chưa? Và thử thách bắt đầu. Rồi.
ơi, không ngờ, không ngờ luôn, không ngờ luôn, không ngờ luôn. Trời ơi. 5 nhân 5. Và con đã hoàn thành trong vòng 1 phút 34 giây. Chúc mừng con. Bây giờ chú Thành sẽ nâng cấp con lên một tí để con làm những cái thể Rubik biến thể như là kim tự tháp hay là cái hình lục giác, được không? Được. Em nghĩ cái này mà phá nó cũng khó nữa. Và thật sự là lúc nãy em đứng trong lúc bé làm, em có tấy mấy cái biến thể đó chính là Rubik đồng hồ này. Và em thấy nó cực kỳ khó luôn. Ai nói cái này mà xả chết tôi không tin. Cái này là bị xịt chết chứ, xả xịt chết kiểu gì. Bây giờ mình biểu diễn sương sương đi, con chọn cái nào đầu tiên nè. Này, cục lục giác. Ui, thấy cái đó khó hơn mà. Rồi bây giờ ở nhà, thời gian tập luyện của con là bao nhiêu? Dưới 4 phút ạ. Thì bây giờ chú Thành sẽ thử thách con là 3 phút 30 giây. Vâng. Cố lên. Tự tin lên nha. Rồi. Thử thách bắt đầu. Chúng ta đã có 1 phút để trôi qua. Hai phút. Em dòm như đồng hồ em nói là trời ơi tới 32 tiếc quá chỉ còn có 2 giây đồng hồ thôi. Mà em quên nhìn lại cái số phút nó có 2 phút 32 chứ không phải là 3 phút 32. Làm trước 58 giây đó anh. Con thể thấy được là càng ngày con quen sân khấu hơn, con bình tĩnh hơn và con làm tốt hơn. Cho chú hỏi là cái đồng hồ là con làm trong bao lâu? Dưới 33-34 giây. Ra đề 30 giây. Ok. Bây giờ sẽ là lúc bé thực hiện thử thách của mình. Sẵn sàng chưa con? Rồi ạ. Thử thách bắt đầu. Thấy chưa? Thiệt là lợi hại vô cùng đó nha. Đúng lợi hại thiệt luôn á. Và chỉ mới 19 giây. Kiều ơi. Dạ. Có cái gì khó hơn cho coi cái đi chứ nãy giờ không vui lắm. Nãy giờ bé xoay 2 tay, bây giờ em cho con em xoay 1 tay được mà. Cái này khó lắm đó. Nhưng ở đây có một vị giám khảo cũng biết sơ sơ. Để chờ chị Harry Won. Ok. Bây giờ vậy nè, Harry Won lên đấu với bé. Bé 1 tay, Harry Won 2 tay. Nhưng mà bé chỉ làm đỡ lộn. Xin lỗi, định nói bé Harry. Dạ. Em có thể xài bé Harry. Dạ. Bây giờ bé Harry sẽ 2 tay, bé này sẽ 1 tay. Mà bé Harry làm 1 mặt, em này làm 6 mặt. Đúng rồi, vậy mới công bằng. Em chưa bao giờ thấy một cái cuộc thi nào công bằng như cái cuộc thi này. Có thấy hợp lý không con? Được. Dạ được ha. Vâng. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sắp được chứng kiến một cuộc thi đấu giữa bé Harry Won và bé Dak. Hai đối thủ đang phá Rubik dành cho nhau. Con có lấy luật quốc tế con này con phá không con? Có. Vậy đã chọn được màu của mình chưa? Đúng rồi. Đi. Rồi. Và hai bé đã sẵn sàng. Cuộc thi bắt đầu. Ơi cố lên tiên nữ ơi, thần long ơi, thần long. Cố lên Harry Won. Cuộc thi kết thúc. Wow.
Hân ơi, vợ em còn 2 viên nữa. Harry Won còn 2 ô. Ôi, đại bại rồi. Em nói bằng trái tim em đi, nãy giờ em có nhường không? Không, làm gì nhường, em có biết nhường là gì đâu. Em chưa bao giờ biết nhường là gì á. Bây giờ nè, chú chơi 2x2, con chơi 3x3, con dám chơi không? Ủa, nhưng mà con vẫn là một tay. Chấp luôn, dám chấp không? Con một tay 3x3, chú 2 tay 2x2. Ủa? À. Mời giám khảo Ngọc Sơn phá 2 đề. Rồi, ok, rồi, có luôn, xong. Tôi đứng đây xin nói thật chứ quý vị, từ trái tim là không bao giờ có chuyện tôi nhường một đứa nhỏ đâu nhá. Con đã sẵn sàng chưa nào? Rồi ạ. Thử thách bắt đầu. Đội nhà cố lên, cố lên. Làm sao thắng được thằng Lộc mới được nha. Thắng được thằng Đồng nha. Wow. 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 Tôi chưa kịp xong một mặt nữa. Con cũng phải tôn trọng đối thủ con một chút chứ. Một mặt có 2 cái chưa được cái thứ 3. Anh đi về đi, em mất mặt anh quá. Cũng bà kêu tôi lên rồi, giờ bà đuổi tôi về. Tôi là tôi làm thất bại đó. Bây giờ con làm cho tôi coi đi. Trong bao lâu? 1 2 3. À. 1 2 3. Wow. Trời ơi, đúng là thần đồng rồi. Wow. Chưa tới 2 giây. Trời ơi, đúng là thần đồng rồi. Wow. Chưa tới 2 giây. Một sự sắp đặt. Vẫn, anh vẫn. Ban tổ chức đang cố tình làm nhục tôi phải không? Đây là một sự sắp đặt. Ủa, em nhớ chính anh là người yêu cầu cái đó luôn anh. Là anh à? Là anh. Đó là một sự ngẫu nhiên và trùng khớp thôi. Đi về anh Sơn. Nguyên cái bàn này cũng giới thiệu và thử thách và biểu diễn hết rồi. Không biết là giám khảo chúng ta còn thử thách gì không ạ? Bây giờ chú Thành sẽ chỉ định ngẫu nhiên những cái cục Rubik trên bàn và một cái thời gian nhất định. Con sẽ chơi giống như quốc tế là em chỉ ngẫu nhiên đại và sẽ để lên bàn cho bạn. Bạn phải dạy tất cả những khối đó, con làm tất cả những cái đó. Kiểu như liên hoàn luôn anh. Đây là thử thách cuối cùng dành cho con. Nếu mà con đạt được cái thời gian này nữa thì thôi, chú không còn gì để nói. Dạ được ạ. Được tin không? Được. Thử thách. Bây giờ chú Thành cho con ra cái đề của riêng con. Con muốn làm trong vòng bao nhiêu phút với bao nhiêu khối? Chú sẽ là người chọn cái khối cho con làm. Công bằng không? 1 phút 30 giây. Với bao nhiêu khối Rubik được hoàn thành? 4 á. 1 phút 30 giây thì chú nghĩ đi, cô chưa làm được gì đâu. Chú sẽ tặng con gấp đôi thời gian là 3 phút luôn. Quá hào phóng. Và khối đầu tiên tôi chọn cái khối Pyramid. Na 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 na. Trời lắc ơi, lị lụng cái gì là cái lo lắc bẻ hết trơn hết trời. Anh ta, ngồi không biết kìa. Tại vì nó bị nó là sự cố á, phải không? Sự cố mà cho nhẹ nhẹ nó thôi. Làm quá nó bẻ. Rồi. Cái thứ ba sẽ là cái đồng hồ. Và cái cuối cùng. Ồ. Cái này thì coi như coi thường bé quá. Trời ơi, bự quá trời bự vậy. Cái này phải dùng cả một bàn tay đấy anh ạ. Nhưng mà anh Chiến Thành là còn dùng cả bụng để xoay nha mọi người. Lý phải nói là phải đầu tư lắm mới có cái này đó. Hay lắm, cái này là phải nuôi dưỡng đầu tư dữ lắm mới có, dễ dầu là có được. Và bây giờ là thử thách cuối cùng đến từ các vị giám khảo. Bé sẽ hoàn thành 4 cục Rubik này trong vòng 3 phút. 3 yes. phút. Thử thách bắt đầu. Trời ơi, 1 phút rồi đó, 1 phút rưỡi rồi, trời ơi con ơi. Wow. Ôi, cô ơi, wow. Cố gắng lên. Wow.
khó nha. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta sẽ thấy một thí sinh chơi rô đích khổng lồ bằng nách. Yeah, đề bài của anh Thành khó quá. Khó quá, thật khó quá. Thất hoàn thành trong 2 phút 7 giây. Mà hồi nãy á là bé bấm xong rồi di chuyển qua đây thôi là đã mất 1 giây hơn xí rồi đó. Yeah. Có lẽ ngày hôm nay chú đã kém cỏi trong việc đánh giá về thời gian đi thử thách con, cho nên đủ tâm phục khẩu phục, không còn gì để nói. Quá giỏi. Hôm nay con đã làm cho tất cả những anh em chơi Rubik rất là hãnh diện. Cái cách con chơi nó còn hay hơn cả cái kết quả con mang đến nữa. Đó là một sự bình tĩnh, chững chạc và hoàn toàn nghiêm túc, cũng như là tự tin với mọi thử thách mà giám khảo đặt ra. Chú Thành hy vọng con sẽ giữ được cái thái độ bình tĩnh này ở những đấu trường quốc tế. Bởi vì đây là một bộ môn hơn nhau ở sự bình tĩnh chứ không phải kỹ thuật. Và sau này á thì bé muốn làm nghề gì? Dạ, lớn lên con muốn làm một YouTuber chuyên nghiệp để đại diện Việt Nam ra thi đấu quốc tế. Yeah. Yeah. Con nên làm như thế bởi vì chú Thành sẽ chờ đợi ngày đó nha. Yeah, chúc mừng con, chúc mừng con ngày hôm nay đã thi đấu rất là tốt, và quan trọng hơn hết là con đã phá được kỷ lục của bản thân mình rất là nhiều tại chương trình ngày hôm nay, đúng không nào? Vâng. Yeah. Và bây giờ sẽ là những phần quà đến từ Hai Cao Bồi gửi tặng cho con nha. Đây là một khối Rubik rất là đặc biệt, con có thích khối này không? Có. Wow, đây là phần quà của chương trình dành tặng cho con nha. Một khối Rubik mới. Và đây là phần thưởng của chương trình. Và ngày hôm nay phải nói là cảm ơn rất rất là nhiều sự có mặt của anh Ngọc Sơn. Thì anh có thể nói lên cảm xúc của mình ngày hôm nay được không ạ? Xin mời anh. Kính thưa đại gia đình đang xem chương trình, Ngọc Sơn trước khi đến đây là Ngọc Sơn đã mang trong tim một tình yêu rất mãnh liệt. Ngọc Sơn rất thương các cháu và thực sự rất là nể phục. Tại vì Ngọc Sơn đã nghiên cứu rất nhiều về âm nhạc, về ngoại ngữ, về thế võ thuật, về bóng bàn, về thể thao, đủ thứ hết. Ngọc Sơn đã nhìn thấy những cái sự tinh hoa ở đó. Và khi Ngọc Sơn đến đây thì Ngọc Sơn thấy là các em chính là những niềm tự hào không riêng gì của chương trình mà của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúc các cháu luôn luôn thành công và được mọi người ngưỡng mộ, quý trọng. Xin chúc mừng chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Theo Cáo Bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 Siêu Tài Năng Nhí mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.